Mời đại chúng ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân trong giây phút hiện tại, bây giờ và đây. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta đang ở trong ngày thứ nhất của khóa thanh lọc thân tâm. Và chiều hôm nay thì mình sẽ nói đến cái nguyên tắc số 3 là nguyên tắc căn bản nhất của vũ trụ, ứng dụng vào trong chương trình thanh lọc của mình và trong đời sống hàng ngày. Vậy thì toàn thể vũ trụ này được hình thành từ một biển năng lượng. Và những cái năng lượng này nó được biểu hiện qua cái dạng sóng mà tất cả chúng ta ai cũng học ở vật lý học lớp 6, lớp 7 rồi. Và những cái dạng sóng năng lượng này thì khi nó di chuyển trong không gian, nó sẽ theo luật vũ trụ là lực hấp dẫn cộng hưởng. Nó sẽ đi theo từng nhóm một và cứ như thế càng ngày nó càng nhiều hơn, dày đặc hơn thì nó sẽ tạo ra những cái sự tương tác va chạm. Trong quá trình tương tác va chạm thì nó tạo nên cái hiện tượng quang phổ là âm thanh và ánh sáng. Và khi nó tạo ra cái ánh sáng này thì chúng ta gọi là hiện tượng khúc xạ. Tức là những tia sáng bị bẻ cong hay là uốn nắn hay là thay đổi cái đường đi. Thì cái này chúng ta cũng đã học trong vật lý học lớp 7 rồi. Vậy thì trong cái trung gian này để nó biến tới một cái kế tiếp nữa là những cái hạt vật chất. Và chúng ta thấy do các sóng năng lượng này nó tạo các hạt vật chất thì các hạt vật chất này cũng lơ lửng di chuyển tự do trong không gian với những hạt trung tính, hạt dương tính và hạt âm tính. Và theo nguyên tắc của luật vũ trụ thì chúng ta thấy năng lượng vũ trụ không tự sanh ra, không tự mất đi mà nó chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác một cách liên tục, không ngừng nghỉ. Vậy thì cái sóng năng lượng này nó đã biểu hiện cái nguyên tắc này rất rõ. Nó thay đổi, quý vị thấy là luôn luôn có cái hình dạng tam giác, dù nó là cân hay đều, nó cũng luôn luôn tạo ra những cái dạng sóng như vậy. Ba góc, ba cạnh, ba đỉnh. Vậy thì nó thay đổi, nó đi lên, rồi nó đi xuống. Nó ở chiều dương, rồi nó xuống chiều âm. Tức là nó cứ liên tục, nó thay đổi, đối lập nhau để mà hoàn thiện và bổ túc cho nhau. Thành ra trong cái nguyên tắc của cộng hưởng và hấp dẫn, chúng ta cũng thấy có lúc là nó sẽ hút nhau, có lúc nó sẽ đẩy nhau, cân bằng lại với nhau. Có lúc thì âm với âm hút nhau, dương với dương hút nhau. Có lúc thì âm hút dương, có lúc thì cùng cực hút nhau, khác cực đẩy nhau. Ngược lại có lúc thì khác cực hút nhau và cùng cực đẩy nhau. Thì cái sự tuần hoàn liên tục trong vũ trụ là như thế. Do vậy khi mà những cái làn sóng điện từ trường này, những cái sóng năng lượng này nó hình thành nên các cái hạt vật chất thì chúng ta thấy các hạt vật chất nó cũng di chuyển một cách tự do trong không gian. Sau đó thì nó lại phối hợp với nhau theo nhóm 3, gồm có một hạt trung tính, hạt dương tính và hạt âm tính để nó tạo nên cái gì? Tạo nên một đơn vị vật chất to hơn, đó là các cái nguyên tử. Mà vì một nguyên tử không thể nào tồn tại bền vững lâu dài trong vũ trụ, thành ra nó lại lấy hai nguyên tử giống nhau, đối xứng với nhau để hợp nhất lại thành ra một nguyên tố. Vậy như vậy thì chúng ta thấy từ thể năng lượng nó đã bắt đầu, nó biến thành thể khí. Các nguyên tố đầu tiên là những khí trơ gồm có hydro, oxy, nitơ, v.v. Rồi sau khi mà nó đã phối hợp hai nguyên tử lại với nhau để thành một nguyên tố rồi, thì cái bước kế tiếp nó sẽ bắt đầu, nó mời thêm một nguyên tố khác. Bắt đầu mời một cái nguyên tố khác, tức là sau giai đoạn giống thì đến giai đoạn khác. Tức là bây giờ nó sẽ lấy một cái nguyên tố là hydro, một nguyên tố oxy, là hai nguyên tố khác nhau. Nó phối hợp theo nhóm 3, tức là 2 hydro và 1 oxy để nó tạo ra cái chất liệu đầu tiên của sự sống là nước. Và cái nước này
nó không phải nằm một mình đơn lẻ và bền vững trong vũ trụ được, mà nó lại một lần nữa, sau khi nó có cái khác nhau rồi thì bước kế tiếp sẽ là giống nhau. Nó sẽ lấy 6 phân tử nước này kết hợp lại với nhau để trở thành một phân tử nước bền vững trong không gian. Và đó là lý do tại sao nó tạo ra vòng 6. Và trên thực tế thì những cái nước này tồn tại trong không gian dưới dạng hình một trái banh. Nếu như chúng ta có thể thấy được cái trái banh đá của mình, thì trái banh đá của mình nó sẽ có cái dạng của một cái phân tử nước thực sự trong môi trường tự nhiên. Và ngày nay thì hầu hết chúng ta bị ô nhiễm và cái nước ở bên ngoài thiên nhiên không còn cái cấu tạo đẹp đẽ như vậy nữa. Tuy nhiên tất cả những hành tinh dù là có sự sống hay không có sự sống cũng được cấu tạo bởi cái thể cấu trúc như thế này. Riêng những hành tinh có sự sống thì cái chất liệu nước phải chiếm 2/3 đến 3/4 và nó phải luôn luôn có cái cấu trúc này. Vậy thì sau khi nó hình thành 6 phân tử nước lại với nhau để tạo thành ra chất liệu sống đầu tiên thì chúng ta lại thấy nó lại biến từ cái thể khí sang thể lỏng. Tức là càng kết dính lại bao nhiêu, càng tù động bế tắc bao nhiêu thì nó sẽ càng thô dần bấy nhiêu và nó sẽ nặng dần bấy nhiêu và nó rớt xuống dần bấy nhiêu. Vậy thì khi nó đã tạo nên nước là chất liệu của sự sống rồi thì nó đã sử dụng hết 2 nguyên tố là oxy và hydro. Nó đã sử dụng cái giống nhau rồi, chỉ giờ cái bước kế tiếp là nó sẽ sử dụng cái khác. Vậy thì bây giờ nó sẽ mời một nguyên tố thứ ba vào là nguyên tố carbon. Và bây giờ carbon vào sẽ thay thế vị trí của oxy. Thành ra nó cũng là vòng 6. Nó cũng là vòng 6, nhưng giờ nó vào nó thay thế vị trí của oxy, thành ra vòng 6 bây giờ là vòng 6 carbon. Nó đẩy oxy ra, đẩy hydro ra, thành ra chúng ta sẽ có cái chất này là chất tinh bột C6H12O6. Vậy thì đây là chất liệu có calorie thô đầu tiên và nó cũng là chất cứng. Chúng ta thấy bây giờ nó rớt xuống tầng thứ tư. Từ năng lượng vũ trụ biến thành các cái khí trơ oxy, hydro, nitơ, carbon, sau đó kết hợp lại thành ra chất lỏng là nước. Từ chất lỏng có sự sống nó bắt đầu tạo ra nguồn năng lượng thô là chất tinh bột, chất đường. Và chúng ta thấy cứ như thế nó sẽ đi dần xuống cái thô, cái nặng, cái kết dính. Và bởi vì một phân tử chất tinh bột không thể tồn tại bền vững và tốt đẹp trong vũ trụ, thành ra nó phải dùng nhiều phân tử này kết dính lại với nhau, thành ra một chuỗi dài. Đó là lý do tại sao công thức của chất tinh bột nó gọi là C6H12O6N lần. Và mình gọi cái tên nôm na thông thường của nó là polysaccharide, hay là những chất tinh bột phức hợp. Và đây là lý do tại sao ngày nay khi chúng ta chuyển đổi nó, tinh chế nó thành ra những chất tinh bột đơn giản dễ hấp thụ thì chúng ta đã gây rối loạn cái chuyển hóa ở bên trong cơ thể mình và từ đó nó gây đến cái bệnh lý là như vậy. Thì sau khi nó đã sử dụng hết 3 nguyên tố và nó sử dụng cái khác rồi thì cái bước kế tiếp nó sẽ làm giống. Tức là nó lấy nhiều phân tử này nó kết dính lại với nhau để trở thành một cái polysaccharide là đường đa chất đa tinh bột hay là tinh bột phức hợp, là nó tạo ra đường glucose, sucrose, maltose, fructose vân vân. Thì đó là các chất liệu tạo ra chất dinh dưỡng calorie thô đầu tiên. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy từ đây, tức là từ những cái chất liệu căn bản của sự sống là nước, nó tạo ra rong rêu, vi tảo, vi nấm, rồi từ đó nó tạo ra những cái cây cỏ màu xanh. Và những cây cỏ này thì chúng ta cũng thấy nó rất rõ là nó có cái gì. Những cái cây cỏ này thì nó lại là cái cài đặt của tạo hóa rất là tuyệt vời. Bởi vì chúng ta thấy rằng ngay trong cấu trúc căn bản của cái tiếng Việt mình gọi là diệp lục tố, tiếng Anh nó gọi là chlorophyll. Thì trong cái cấu tạo căn bản của những cái chất liệu màu xanh này chúng ta đã thấy có cái vòng 6 là khả năng tạo ra chất tinh bột. Nó có vòng 5 với nitơ là khả năng tạo ra chất đạm.
và nó có cái chuỗi kéo dài với nối đôi của carbon, đó là khả năng tạo ra chất béo. Thành ra vũ trụ đã cài đặt sẵn cho nó để khả năng tạo ra chất bột, chất đạm, chất béo ngay trong cơ cấu hạ tầng căn bản. Và đó là lý do tại sao khi nó đi vào môi trường đất hay nước thuận lợi, nó sẽ tiếp tục phát triển, nó tạo ra những cái sản phẩm đó. Ngược lại, nếu nó không đi vào môi trường đất hay nước thuận lợi, nó đi vào trong bao tử của những con vật, thì tạo hóa cũng cho những con vật này có khả năng chuyển hóa những cái chất xơ, những chất cellulo này biến thành chất đường, chất đạm, chất béo trong cơ thể nó để cung cấp đời sống cho chính nó. Vậy thì đó là cái nguyên tắc để hình thành. Và chúng ta thấy rằng sau khi nó đã có nhiều phân tử chất bột kết dính lại với nhau trở thành một chất bột phức hợp rồi, thì nó bắt đầu nó đi tiếp tới cái gì? Lúc nãy là nó mới dùng 3 thôi, CHO, tức là carbon, oxy, hydro, thì nó đã tạo ra được cái chất tinh bột. Sau khi nó dùng cái giống rồi, giờ bắt đầu cái khác kế tiếp là nó sẽ mượn nitơ vào nữa. Và khi nó mời nitơ vào thì nó sẽ bắt đầu nó biến cái chất bột này thành ra cái chất đạm. Có nitơ vào rồi thì nó biến thành chất đạm. Okay. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy trong cái mô hình ở đây của chúng ta là đã có hai chất liệu có calorie thô. Và nó đã sử dụng hết 4 nguyên tố căn bản CHO và N. Nó đã tạo hết 4 chất liệu căn bản của vũ trụ là chất năng lượng, chất khí, chất lỏng và chất rắn rồi. Vậy thì nó vẫn còn thiếu một chất liệu có calorie thô, đó là chất béo. Do vậy nó không thể lấy thêm một cái nguyên tố nào, không thể tạo thêm một chất liệu nào hết. Đó là lý do tại sao nó phải kéo dài cái chuỗi carbon này ra và thêm nối đôi vào thì nó mới tạo thành cái chất béo cho chúng ta được. Okay. Vậy thì chúng ta thấy quá trình hình thành chất cellulose căn bản với quá trình hình thành các cái chất đạm, chất bột, chất béo đã có. Và đây là lý do tại sao mà ngày nay chúng ta thấy khi mình sử dụng chất bột, chất đường không đúng cách thì nó là cơ sở căn bản để tạo nên cái sự rối loạn chuyển hóa của chất béo, làm cho không những đường cao mà nó đưa đến mỡ cao trong máu, trong gan là như thế. Vậy thì đó là con đường hình thành của vũ trụ tạo hóa để tạo ra từ thể khoáng sản đất đá cho đến cây cỏ thực vật. Và chúng ta thấy ngay trong cái yếu tố căn bản của nó là cái tốt đẹp, cái mới nằm bên trong. Và đây là lý do tại sao khoáng sản, chúng ta thấy là đá nó cũng vậy, bên ngoài nó xù xì, nó nhám nhúa, nhưng bên trong nó là những hành ngọc, bên trong nó là những cái chất kết tinh lại của những cái muối khoáng. Thành ra đây là người ta nói ngọc trong đá là như vậy. Tương tự như vậy, các quặng mỏ, đồng, chì, sắt, kẽm nó cũng nằm sâu ở bên trong lòng đất. Và càng sâu bên trong cái trung tâm của cái quặng bao nhiêu thì nó càng tinh chất bấy nhiêu. Khi nó chuyển qua thế giới thực vật thì cũng vậy. Những gì tinh hoa nhất trong đất, trong nước, trong không khí, môi trường sẽ được đưa vào chuyển hóa và nó giấu kỹ bên trong. Bên ngoài là những lớp màng bao, những lớp hàng rào bảo vệ. Thì tương tự như vậy khi đi vào con người nó cũng thế. Vậy thì khi nó tương tác vào với con người thì cái nguyên tắc số 3 này nó sẽ ứng dụng như thế nào? Đó là lý do tại sao bậc giác ngộ nói là chúng ta động vật có mặt là từ cái tham sân si. Tham là gì? Và ai là cái nguồn gốc căn bản? Chính cái si mê là cái nhận thức không đúng đắn, tưởng giả làm thật, tưởng nó là tồn tại mãi mãi. Thành ra mình mới đi thu gom tích lũy, vì không dừng được thành ra nó tạo ra cái tham. Và khi mà mình không đạt được cái mình mong muốn thì nó sẽ sinh ra cái bất như ý, mình gọi là cái sân. Và cứ như thế chúng ta lao mãi vào trong cái vòng luẩn quẩn của tham sân si, với cái nguồn cội căn bản đầu tiên xuất phát là từ si mê, nhận thức không đúng đắn, không hiểu luật vũ trụ. Lấy ví dụ như quý vị thấy bây giờ một cái hoa này mình thấy nó đẹp. Nếu khi mình thấy cái hoa này đẹp và mình chỉ nhìn ngắm nó, trân quý nó, vì mình biết nó sẽ vô thường, sẽ tàn hoại trong thời gian gần. Nhưng mà nếu bây giờ mình tham quá, mình đang đi tìm, níu kéo nó, đi mong cầu, càng níu kéo bao nhiêu thì một cái lực mạnh nhất nó sẽ đi ngược lại với mình, phải không? Thành ra nếu chúng ta biết ứng dụng luật vũ trụ, tức là khi mình thích cái hoa này, mình đi tìm nó, mình đi kiếm nó thì mình sẽ được gặp nó.
Nhưng mà khi mình tìm kiếm, mình gặp thấy nó rồi, mình phải biết dừng đúng mức, trân quý nó thì nó không sao. Còn nếu mình lại tiếp tục vượt quá cái giới hạn của cái lực hấp dẫn của cộng hưởng đó, mình càng thu gom, càng tích lũy, càng níu kéo nó, thì một cái phản lực mạnh nhất sẽ đi ngược lại chiều của mình. Thành ra chúng ta thấy cái kế tiếp nó gọi là gì? Cầu bất đắc khổ. Đây là cái khi mình vi phạm luật vũ trụ. Ngược lại cũng vậy, khi mình không thích một cái gì, mình biết mình giữ đúng cái giới hạn, bởi vì mình biết rằng tất cả các pháp không tồn tại với thời gian. Thành ra mình không cần tránh né, không cần sợ hãi thì nó sẽ không có phản ứng. Nhưng mà khi mà mình gặp nó, mình lại càng phản ứng bao nhiêu, càng tránh né bao nhiêu, lấy việc cái này mình đẩy nó ra, càng đẩy nó ra bao nhiêu thì một cái lực mạnh nhất ngược chiều nó đi về hướng mình. Thì cái chúng ta gọi là gì? Ghét của nào trời trao của đó, hay là oán tắn hội khổ. Thì tất cả những cái này nó sẽ được đưa vào cái lịch định luật của Newton, phải không? Khi cái sự tương tác va chạm, cái tác động vào mạnh bao nhiêu thì cái phản lực lại mạnh bấy nhiêu. Ngược chiều cũng vậy, xuôi chiều cũng thế. Thành ra đây là những cái luật vũ trụ mà chúng ta không biết ứng dụng. Rồi kế tiếp, khi mà mình thích một cái gì mà mình cầm nắm sở hữu được trong tay, chúng ta tưởng là mình sẽ giữ mãi, nhưng mà không có gì tồn tại mãi, nó sẽ biến hoại, nó sẽ vô thường. Thành ra mình sẽ rất là khổ đau khi mình níu kéo, khi mình cố gắng ôm giữ nó. Và cái đó chúng ta gọi là gì? Ái biệt ly khổ. Vậy thì tất cả những cái này là đều từ cái nhận thức của con người sai lầm khi chúng ta không hiểu luật. Và cái điều này nó cũng đã được cài đặt sẵn trong một cái yếu tố nhỏ nhánh nhất là những nguyên tử. Chúng ta thấy cái hạt điện tích âm nằm bên ngoài, hạt điện tích dương nằm bên trong. Ý nói là gì? Khi chúng ta thích một cái gì, chúng ta muốn một cái gì thì chúng ta thủ, chúng ta kéo vào. Cái gì chúng ta không thích thì chúng ta đẩy ra. Cái gì mà chúng ta cho là tốt, là mới thì chúng ta gom nó vào. Mà chúng ta cho là cũ, không thích, chúng ta đẩy ra. Có thể cái này là cũ với mình nhưng mà nó là mới với người khác. Có thể cái này là mình thích nhưng mà người khác không thích. Ngược lại các nữa là không thích với người khác nhưng thích với mình, thì nó vẫn theo cái luật này. Thành ra khi mình cho nó là mới, là tốt thì mình gom vô, không tốt, không mới, mình đẩy ra. Cái mình thích thì mình kéo vào, cái mình không thích mình đẩy ra. Thì từ đó nó cứ dẫn tới cái sự luân hồi lưu chuyển vì cái nhận thức sai lầm này. Và cái gì cũng vậy, chúng ta hiểu luật vô thường là gì? Vô thường là thay đổi với thời gian. Vậy bất cứ một cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Giống như cái sóng năng lượng này, nó cứ lên rồi xuống, dương rồi âm, thay đổi, di chuyển liên tục không ngừng. Vậy thì các hạt vật chất khi nó được hình thành để tạo nên một nguyên tố cũng thế. Các nguyên tố này nó liên tục, nó di chuyển, nó tạo ra các cái sóng năng lượng xung quanh nó, các cái từ trường xung quanh nó. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc này thì chúng ta sẽ thấy rằng không có gì tồn tại mãi với thời gian. Mỗi một cái nó liên tục, nó thay đổi liên tục như vậy. Không hiểu được cái nguyên tắc này thì mình sẽ tạo ra những cái đau khổ, cái vướng mắc. Chúng ta sẽ làm cho mình bị bi lụy, chúng ta sẽ làm cho mình bị dính mắc. Và trở lại một lần nữa, cái vô thường là đổi thay, không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì cái sinh vật trong vũ trụ này, cái thực vật trong vũ trụ này muốn tồn tại cũng phải được nuôi dưỡng và phải được trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vậy thì đối với cái đất đá, chúng ta thấy cũng vậy. Tốt đẹp nằm bên trong, cũ xấu nằm bên ngoài. Lấy ví dụ như là chúng ta móc một cái mỏ vàng lên, phải không? Chúng ta làm thành ra cà rá, chúng ta làm thành ra các cái trang sức. Rồi thời gian trôi qua nó cũng sẽ tan hủy, nó biến thành bụi, bụi nó bay vào trong đất và trái đất cứ tiếp tục ly tâm. Thì tương tự như vậy, đồng chì sắt kẽm mình móc nó ra, từ ở trong mình móc nó ra, mình sử dụng xong thời gian trôi qua nó cũng vô thường biến hoại, trở thành bụi nó bay vào trong đất. Và cứ thế mỗi cái nguyên tố nó sẽ có một cái tỷ trọng khác nhau và nó sẽ theo lực hấp dẫn. Cái nào giống nhau nó hút lại với nhau, cái nào khác nhau nó đẩy ra nhau. Trái đất tiếp tục quay ly tâm, tiếp tục tách biệt. Vậy thì hàng trăm ngàn năm sau, hàng triệu năm sau nó sẽ hình thành những cái quặng mỏ khác. Tương tự như vậy, khi nó đi vào thế giới thực vật thì chúng ta cũng thấy như thế, phải không?
thế giới thực vật nó tạo ra chất dinh dưỡng từ rác rưởi, từ phân, rồi nó tạo ra rau củ quả trái hạt, rau củ quả trái hạt rụng xuống, tan hủy, phân hoại, rồi nó cũng sẽ trở về với đất nước, nó trở về chất cứng, chất lỏng. Hay là nếu chúng ta nhìn một cái khía cạnh khác, tức là cái cây này nó chết thì nó lại tiếp tục nó sinh ra cái cây khác, từ cái hạt nó sinh ra cái cây, từ cái cây nó sinh ra cái quả, từ cái quả nó lại tiếp tục có cái hạt, và cứ thế nó liên tục nó thay đổi, gọi là quá trình sinh sản hay là chuyển tiếp truyền giống. Vậy thì đối với hệ thống thực vật thì nó bắt đầu cũng từ cái khoáng sản này, cũng cái dương ở trong, cái âm ở ngoài. Vậy thì hầu hết thực vật nó sinh sản bằng vô tính, nó sinh sản bằng vô tính, cắm một nhánh, một cành, một lá, một phần nào đó xuống nó sống. Khi nó muốn sinh sản hữu tính, âm dương lưỡng cực thì nó phải đi tiếp một cái nữa, ngược lại với cái dạng này, với cái ban đầu. Thành ra chúng ta thấy những cái hoa, cái nhụy cái nó sẽ nằm ở đâu? Nhụy cái nó sẽ nằm chính giữa và những cái nhụy đực nó nằm xung quanh. Thành ra bụi phấn nó sẽ rớt từ xung quanh xuống ở chính giữa. Rồi, vậy thì khi mà qua thế giới của động vật cao cấp hơn, tiến hóa hơn, cầu kỳ, rắc rối, phức tạp hơn thì nó phải như thế nào? Cũng vậy, chúng ta thấy tất cả động vật cũng xuất phát từ cái vật chất căn bản là những nguyên tử, nguyên tố này. Thành ra khi mà cái giai đoạn đầu của truyền giống của động vật thì chúng ta thấy cái gì? Âm vật nằm ngoài, dương vật nằm trong, phải không? Sau khi giao phối xong thì nó phóng tinh trùng. Thì như vậy chúng ta thấy tinh trùng là dương, nó cũng nằm ở bên trong lòng của âm đạo là âm. Sau đó thì nó đi tới tiếp một cái giai đoạn kế tiếp là những con tinh trùng dương này sẽ bao bọc xung quanh cái trứng. Chúng ta thấy hàng triệu con tinh trùng nó di chuyển tới và nó bao bọc xung quanh cái trứng. Vậy thì dương nằm ngoài âm. Nếu mà dương nằm ở bên ngoài âm mà nếu nó dừng ngang đây thì nó sẽ chưa có sự tái sanh hoàn thiện. Vậy thấy chưa? Và sau một cái giai đoạn kế tiếp nữa thì chỉ cần một cái dương, tức là một con tinh trùng này thôi, chui lọt vào bên trong cái trứng. Tức là một cái dương chui vào bên trong cái trứng thì ngay lập tức nó rụng đuôi và nó bị khóa kín chặt ở bên trong này để tạo thành ra một cái trứng thụ tinh. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy nó trở về hoàn nguyên. Đầu tiên thì dương nằm trong, âm nằm ngoài. Bước kế tiếp là âm nằm trong, dương nằm ngoài. Phải không? Đó là hàng nghìn, hàng triệu con tinh trùng bao xung quanh một cái trứng. Nhưng nếu nó dừng ngang đó thì nó chưa có sự tái sanh hoàn thiện. Cho đến bước thứ ba là con gì? Một con tinh trùng chui lọt vào trong trứng, tức là cái dương lại chui vào trong chính giữa cái âm bao xung quanh, thì ngay lập tức nó kết thúc cái chu kỳ của nó, trở về hoàn nguyên. Thành ra nó sẽ bắt đầu dừng ở đó và sự tái sanh, sự thụ tinh bắt đầu. Và đây là cái quá trình phát triển của các loại động vật, tức là có giao phối, có đực và cái, có dương và âm. Và cứ như thế sau đó thì nó bắt đầu nó sinh ra lưỡng tính, nó tách ra nhiễm sắc thể, rồi nó phân hai, nhân rộng lên, tách nhiễm sắc thể, phân hai và nó nhân rộng lên. Thì đó là quá trình phát triển. Bây giờ chúng ta thấy đó là cái hình thức bên ngoài. Bây giờ chúng ta đi đến cái cụ thể vào bên trong để mình nhìn thấy rõ hơn. Đối với con người chúng ta thì nó gồm có gì? Nó gồm có không phải chỉ có trứng và tinh trùng. Nó không phải chỉ có trứng và tinh trùng dương và âm. Nó còn phải có một cái yếu tố nữa, tức là nó phải có cái phần thứ ba là thân trung ấm. Thân trung ấm nó giống y chang như cái nguồn cội của vũ trụ là gì? Hạt điện tích dương, hạt điện tích âm, phải có hạt trung tính nữa. Vậy thì cái bước kế tiếp của chúng ta ở đây là làm sao để thấy được cái hạt trung tính ở đây là gì? Tức là cái thân trung ấm. Thân trung ấm không mang giới tính. Thành ra khi mà quá trình giao phối, nếu như cái động vật cái mà có năng lượng mạnh hơn
thì nó sẽ theo luật bảo toàn năng lượng, nó chiêu cảm cái thân trung ấm có điện tích dương mạnh hơn. Đó là lý do tại sao người con trai nó dính với người mẹ, hay là cái con đực nó sẽ dính với cái con cái. Ngược lại, trong lúc giao hợp giao phối mà cái năng lượng dương mạnh hơn thì nó sẽ chiêu cảm một cái thân trung ấm có cái từ trường âm hơn. Đó là lý do tại sao con gái nó dính với cha nhiều hơn. Thì đây là đến gần thế kỷ 18, những nhà triết học phương Tây người ta mới thấy cái mối quan hệ này. Nhưng mà bậc giác ngộ đã chỉ cho chúng ta từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, tức là 23 thế kỷ trước, bậc giác ngộ đã chỉ cho chúng ta cái mối quan hệ này rồi. Vậy thì khi mà nó bắt đầu, nó có sự phối hợp của tinh trùng, của trứng đúng lúc thì nó mới đủ cái năng lượng chiêu cảm cái thân trung ấm vào. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy ngày nay cũng vậy, khi mình lạm dụng nó, mình dùng cái thụ tinh trong ống nghiệm thì chúng ta không có được cái sức chiêu cảm, cái sự cộng hưởng mạnh mẽ. Thành ra sự hình thành cái thụ tinh trong ống nghiệm nó rất khó so với thụ tinh trực tiếp là như vậy. Và khi mà cái trứng đã thụ thai rồi, tại sao đối với con người, người ta không để thai kỳ là một mà người ta lại phân nó ra làm ba, và mỗi một cái thai kỳ là 3 tháng 3 ngày? Và nếu như trong cái thai kỳ người mẹ mà không cung cấp đủ cho cái thai nhi đầy đủ ba cái chất liệu là chất bột, chất đạm, chất béo thì thai nhi này sẽ bị đào thải, tức là bị sảy thai. Nha. Hay là nếu như người mẹ không cung cấp đủ, đặc biệt là ở cái thai kỳ thứ hai, thai kỳ chính giữa, thì đứa trẻ này nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị quái thai, bởi vì nó khiếm khuyết. Đây là giai đoạn phát triển mạnh nhất, nhanh nhất, phát triển cái cơ sở hạ tầng, bộ phận xương khớp ở bên trong của chúng ta. Thành ra ở cái giai đoạn cuối của thai kỳ thứ hai cho đến tháng thứ năm hay tháng thứ sáu, đó là những cái giai đoạn rất quan trọng để phát triển cái cơ sở hạ tầng bên trong. Nếu người mẹ không cung cấp đủ thì một là bị sảy thai, hai là bị biến dạng, tức là bị quái thai. Ngược lại, nếu một đứa bé được người mẹ nuôi dưỡng rất đầy đủ chất bột, chất đạm và chất béo trong cả hai thai kỳ 6 tháng đầu tiên, nhưng mà vì một lý do nào đó đứa bé này được sinh ra, tức là ra khỏi cái tử cung của người mẹ khi nó chưa được 7 tháng, thì đứa bé này cũng bị vũ trụ đào thải như thường, vì nó không tuân thủ luật vũ trụ căn bản nhất. Đấy. Ngược lại, một đứa bé mà nó chỉ bị khiếm khuyết một phần nhỏ thôi, nhưng mà nó sinh ra tháng thứ 7, thứ 8 hay thứ 9 thì nó vẫn sống, nhưng mà nó không được trọn vẹn đầy đủ mà thôi. Còn ngược lại, một đứa bé mà được nuôi dưỡng rất đầy đủ ba chất liệu này 6 tháng đầu trong thai kỳ, nhưng mà nó ra khỏi bào thai sớm quá, nó vẫn bị vũ trụ đào thải như thường. Để chúng ta thấy rằng cái luật vũ trụ này rất quan trọng nha, từ cái sự hình thành con người cho đến vũ trụ vạn pháp. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái con người ta được chia ra làm ba phần nha. Con người ta trong sinh vật học, trong giải phẫu học, người ta chia con người ta làm ba phần: đầu, mình và tay chân. Mỗi một phần được chia làm ba phần bởi vì ngay cả từng ngón tay, từng ngón chân của chúng ta nó cũng có ba đốt, tức là nó được tạo căn bản từ trong phôi thai, từ trong thai vào, theo cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Và đó cũng là lý do tại sao mà bậc giác ngộ mới nói rằng tạo hóa tạo ra ba phần. Phần thứ nhất là phần vô tình, là đất đá. Phần thứ hai là thực vật, là cây cỏ. Và phần thứ ba là động vật. Và toàn thể cái thế giới này được chia làm ba thế giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những bậc giác ngộ này thông thường ở trên cảnh giới của sắc giới, nhưng mà các ngài không thành bậc chánh giác, giải thoát giác ngộ hoàn toàn ở đây, mà trở về cảnh giới dục giới căn bản nhất, rồi thể hiện như một con người bình thường nhất, sau đó buông bỏ và đi tìm học ở cảnh giới sắc giới, và cuối cùng tận cùng ở cảnh giới vô sắc giới. Nhưng mà càng hướng ngoại tìm cầu, càng dựa dẫm bên ngoài thì càng không thành công, để rồi cuối cùng các ngài phải trở về lại cảnh giới căn bản nhất ở dục giới này, và quay vào bên trong của tự thân mình, thanh lọc
thân và tâm, chuyển hóa thân và tâm ngay bên trong tự chính mình thì cuối cùng sẽ được giải thoát và giác ngộ hoàn toàn. Và đây là những sự thị hiện cũng như những bài học xương máu, kinh nghiệm mà các ngài đã vượt qua để rồi trao truyền lại cho chúng ta. Bởi vậy hãy quay trở về với mình vào bên trong, tất cả những gì tạo hóa đều cài đặt cho mình mà chúng ta không chịu nhắc nhở và không chịu thực hành. Cái gì chân như nhất, tĩnh lặng nhất, trong sáng nhất vẫn nằm ở trung tâm, kế đó là những gì tốt đẹp nhất. Thì đây là cái nguyên tắc mà nó được cài đặt sẵn và bậc giác ngộ cũng đã thị hiện qua để nhắc nhở cho chúng ta. Vậy thì hãy trở về với cái bên trong mình và tự thanh lọc mình thì mình sẽ trở thành một cái người hoàn toàn giác ngộ, giải thoát ngay bây giờ và ở đây, chứ không cần phải chạy ra bên ngoài tìm cầu, không cần phải đi xa, đi cao đâu hết cả. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc này và đưa vào ứng dụng trong sự thực tập của mình ở đây. Và cái nguyên tắc ở đây chúng tôi nhắc quý vị là gì? Hạn chế tối đa ba chất liệu có calorie thô là chất bột, chất đạm và chất béo. Bởi vì chính vì ba cái chất có calorie thô này nó có một cái lực hút rất mạnh, và khi lực hút vào mạnh bao nhiêu thì cái lực đẩy ra nó sẽ yếu bấy nhiêu. Thành ra chúng ta phải giảm tối đa cái lực kéo vào thì cái lực đẩy ra nó mới mạnh. Vậy thì nhờ giảm tối đa cái việc sử dụng chất bột và chất đạm, chất béo thì chúng ta mới có cơ hội lấy cái ở bên trong ra, tức là những người nào bị dư đường, dư mỡ trong gan, trong máu, trong cơ bắp sẽ được tận dụng, sử dụng hết. Và đó là cách nó làm sạch đường ống, làm mới đường ống và tiêu thụ hết những cái sản phẩm lưu trữ, tàn trữ trong cái kho, trong cơ thể của chúng ta. Và đó cũng là một cái cách trị bệnh tự nhiên. Trong trường hợp chúng ta không có cái dự trữ chất bột, chất đạm, chất béo gì cả ở trong máu, trong gan, trong cơ bắp thì nó sẽ lấy cái gì? Nó sẽ lấy những tế bào già, tế bào cũ, tế bào chết, và thậm chí nó sẽ lấy những con vi sinh trong máu, trong ruột của chúng ta. Vậy thì đây cũng là một cách tuyệt vời để làm sạch, làm trống những cái hệ thống đường ống của mình, tức là làm cho chúng ta được sạch sẽ, thông thoáng, cân bằng. Đó là cách mà chúng ta đã ứng dụng. Vậy thì không những chúng ta đã giảm thiểu tối đa cái việc đưa vào, chúng ta sẽ gia tăng cái việc đẩy ra để cho càng nhanh chóng, sạch sẽ, thông thoáng hơn. Vậy thì chúng ta sẽ có ba cái con đường căn bản để đào thải. Con đường thứ nhất là con đường đại, ngắn nhất, to nhất, thô nhất nhưng mà lại hôi hám, dơ bẩn nhất, vi sinh nhiều nhất. Thì cái con đường này nó sẽ giúp chúng ta thải ra chất gì? Chất rắn là nhiều nhất, chất đặc là nhiều nhất. Kế đến là con đường tiểu hay đường ra mồ hôi thì nó sẽ giúp mình thải những cái chất độc qua cái chất lỏng nhiều nhất. Và con đường thứ ba là cái con đường thở, ép bụng dưới vào, thở ra thịt dài, chú tâm vào bụng dưới, ép bụng dưới vào cho sát, thở ra thịt dài thì nó sẽ giúp chúng ta đào thải cái chất khí dưới bụng dưới, đào thải chất khí ở trên phổi, đặc biệt là cái đáy phổi. Thì như vậy đó là ba con đường đào thải căn bản để thải ra chất đặc, chất lỏng và chất khí tù túng, bế tắc, ô nhiễm trong con người của chúng ta. Và như vậy với cái con đường ngắn nhất, thô nhất và dơ bẩn nhất thì chúng ta cũng phải thải ra tối thiểu một ngày ba lần. Nhớ chưa? Tối thiểu mỗi một ngày ba lần. Cái lần đầu tiên thì tất cả mọi người chúng ta phải thực tập, vì đây là luật vũ trụ, tức là trước 7 giờ sáng là giờ mà vũ trụ giúp cho ruột già làm việc mạnh nhất. Vậy thì lần đầu tiên chúng ta phải thải cái đường đại là trước 7 giờ sáng, sau đó là tới giờ ăn trưa và tới giờ ăn chiều. Vậy thì ai không thải ra được tự nhiên thì chúng ta phải uống thêm cái nước Kenjin. Nếu nước Kenjin chưa đủ thì chúng ta thêm cái thuốc sổ. Sau khi uống thuốc sổ thì chúng ta nhớ phải uống thêm thiệt nhiều nước Kenjin. Có nhiều người nghĩ thuốc sổ là không cần uống thêm nước, điều này rất sai lầm. Vậy thì bất cứ loại thuốc sổ nào sau khi chúng ta uống xong cũng phải bồi thêm nhiều nước, vài ba ly, tức là từ nửa lít tới một lít là tối thiểu. Vậy thì tùy theo cái sinh lý và tâm lý của mỗi người, nếu chúng ta đi được tự nhiên thì không cần uống thuốc sổ.
Nhưng nếu chúng ta không đi được tự nhiên thì phải uống thêm thuốc sổ và nhiều nước lọc, nước Kenjin vào, để tối thiểu mỗi ngày mình phải xả ra được 3 lần thì nó mới sạch sẽ và nó mới tuân thủ luật vũ trụ. Nhớ luật vũ trụ là khách quan, trung thực và thường xuyên không gián đoạn. Vậy thì chúng ta phải cố gắng thực tập cho đúng thì mình sẽ được sạch sẽ, thông thoáng. Sáng nay là chúng ta phải giữ cho thân, miệng, ý của mình được thanh tịnh bằng những cái nội quy kỷ luật mà đã được đề ra. Và khi thân, miệng, ý được thanh tịnh, đặc biệt với cái tư thế ngồi tréo chân, thì nó sẽ giúp cho chúng ta bình an, ổn định tuyệt vời nhất. Bởi vì đây là tư thế căn bản nhất, dễ dàng nhất, vững chãi nhất. Và khi chúng ta ý thức được rằng mình đến đây thực tập vì lợi ích cho chính mình, vì sự tự nguyện, không ai bắt buộc hết, đó là cái trí tuệ của chính mình để đem lại lợi lạc cho chính mình. Và nếu chúng ta ý thức được như vậy và thực tập hết tất cả những điều lệ, nội quy, những cái phương pháp, những lời hướng dẫn của ban tổ chức, thì chúng ta sẽ có được cái hiệu quả tốt đẹp và nhanh chóng hơn. Đó được gọi là giới. Và nếu chúng ta thực tập liên tục không gián đoạn, càng nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng được lợi lạc bấy nhiêu. Đó gọi là định. Vậy thì giới định tuệ bắt đầu căn bản với lợi lạc của chúng ta và sự thực tập của chính chúng ta. Từ đây nó mới bắt đầu phát triển lên cái trí tuệ chân thật hơn, siêu việt hơn, cũng như những cái điều lệ quan trọng hơn. Và sự thực tập liên tục hơn trong đời sống cụ thể hàng ngày của mình. Và muốn đạt được cái hiệu quả này thì đó là lý do tại sao chúng tôi nhắc quý vị phải lắng nghe bài cho kỹ. Phải lắng nghe cái bài cho kỹ, học băng cũng vậy, học trực tiếp cũng vậy. Chúng ta phải làm sao cố gắng lắng nghe cái bài giảng cho thiệt là kỹ. Khi mình có nghe bài cho kỹ, mình hiểu được rồi, thì lúc đó mình phải tư duy xem thử coi mình phải thực tập như thế nào, nó có khoa học hay không, nó có logic hay không, chứ không phải là mình tin một cách mù quáng. Mình tin có cơ sở khoa học và mình xem mình có ứng dụng được không trong thời điểm này. Lấy ví dụ như quý vị nghe nói phương pháp thanh lọc này giúp hết tất cả mọi người, nó quá tốt đẹp đi. Vậy thì bây giờ mình đang có thai, mình có được thực tập hay không? Thì nó cũng phải tùy. Mình xem, mình phải hỏi những cái người có kinh nghiệm trước, hỏi người hướng dẫn. Chứ không phải là nói ai cũng tốt là nó tốt cho mình. Nếu như mình có thai ở tháng thứ 5, thứ 6 trở lên thì nó có thể tốt. Nhưng mà nếu chúng ta mới có thai trong tháng thứ nhất, thứ hai thì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Hay là chẳng hạn như một cái người mà người ta đang quá bận rộn, đang quá căng thẳng, mà bây giờ người ta muốn thực tập để cho nó giảm bớt cái căng thẳng của người ta. Nhưng mà nếu người ta không buông bỏ được công việc, người ta vào người ta thực tập, người ta lại càng lo lắng hơn, căng thẳng hơn. Vậy thì cái việc mà đi vào cái chương trình để thực tập mà không dành hết toàn tâm toàn ý, mà vẫn hướng tâm ra ngoài lo lắng công việc ở nhà ở sở, thì nó lại mâu thuẫn lẫn nhau. Vậy thì mình có thể ngay lúc đó mình phải cố gắng sắp xếp công việc ở nhà ở sở cho nó tạm ổn, rồi thì mới bắt đầu dành cái thời gian tâm sức của mình trọn vẹn để đi vào một cái khóa học, khóa thực tập, thì lúc đó nó sẽ có kết quả hơn, chứ không phải vội là vào liền ngay lập tức. Vậy thì cái học, cái văn, cái tư, tức là tư duy, suy nghĩ, chúng ta phải làm sao phối hợp chặt chẽ trước. Nhưng mà cái bước quan trọng nhất một lần nữa là cái bước cuối cùng, tức là cái tu, là cái thực hành, là cái thực tập. Chỉ có chính mình mới thực tập cho mình, và chỉ có chính mình mới chuyển hóa được mình. Không ai khác có thể giúp chúng ta được điều này. Và điều này kể cả những bậc giác ngộ, kể cả những người có lòng từ bi vô lượng, kể cả những người có cái sức định, sức thần thông, hay là mình gọi là khả năng siêu nhiên, người ta cũng không thể giúp được cho mình. Điều này là chúng tôi phải khẳng định để quý vị hiểu. Chứ đừng nghĩ rằng có một cái bậc trí tuệ nào đó, có một cái bậc giác ngộ nào đó, có một người nào đó có lòng từ bi có thể giúp mình. Thưa quý vị, không bao giờ. Bởi vì luật vũ trụ là gì? Cái gì cũng phải bắt đầu từ cái bên trong. Và từ cái bên trong này có như thế nào thì nó mới theo luật vũ trụ là cộng hưởng và hấp dẫn cái tương đương như thế vào, và nó sẽ đẩy cái ngược lại đi ra. Đó là quy luật căn bản của vũ trụ. Thành ra nếu chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta chỉ đi hướng ra bên ngoài tìm cầu mong mỏi van xin, không bao giờ có được.
Còn nếu khi chúng ta thực tập được đúng đắn tốt đẹp rồi thì tự động nó sẽ chiêu cảm vào. Nếu chúng ta càng tập trung hơn, càng thành tâm hơn thì cái lực nó mạnh hơn và chúng ta lại chiêu cảm hấp dẫn được cái bên ngoài. Do vậy cái yếu tố bên trong phải là tiên quyết và quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta phải là người nghe, tư duy và thực tập cho chính mình. Và khi chúng ta thực tập đúng thì lực vũ trụ, lực hấp dẫn, cộng hưởng nó sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta. Và nếu chúng ta không hiểu được điều này mà mình cứ chạy đông chạy tây, van xin cầu nguyện, tìm tòi ở bên ngoài, không bao giờ có. Kể cả cái chúng ta dựa vào thuốc hay máy móc phương tiện bên ngoài cũng vậy. Và điều này quý vị thấy rất rõ ràng. Đời sống càng ngày càng tiện nghi, thức ăn, thức uống càng ngày càng phong phú, y học, dược học ngày càng phát triển, máy móc thiết bị ngày càng đa dạng, nhưng mà bệnh tật cũng phát triển không kém. Và con người và khoa học kỹ thuật cũng như y dược luôn luôn chạy theo sau đuôi hết tất cả những bệnh tật, chứ không có khả năng đi trước để phòng ngừa và chặn đứng nó lại. Thành ra đây là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cũng vậy, khi mình hiểu được cái nguyên tắc này rồi thì quý vị thấy rằng sáng hôm nay và buổi trưa mình đã học rất kỹ về cái cách tận dụng tối đa luật vũ trụ để làm chủ cái khả năng chuyển hóa thức ăn của mình khi mình không thể làm chủ hai cái giai đoạn thứ nhất và thứ hai, nó hoàn toàn nằm bên ngoài chúng ta. Còn tới cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn cuối cùng là nằm ngay bên trong mình, thì tất cả mọi người chúng ta đều có cái quyền làm chủ tối đa hết. Và chúng ta biết cách vận dụng cái đó, ứng dụng với lực vũ trụ, luật vũ trụ, thì chúng ta sẽ phát huy nó thành ra cái tích cực tốt đẹp nhất để có lợi cho mình và cho mọi người, cho cái môi trường xung quanh. Vậy thì tương tự chúng ta thấy rằng mọi việc nó đều phải xuất phát từ bên trong. Thức ăn, thức uống cũng vậy. Và bây giờ ngay cả cái môi trường bên ngoài cũng vậy. Môi trường có ô nhiễm, nhưng mà nếu chúng ta chuyển hóa ngay bên trong mình thành ra thông thoáng, trống trải, sạch sẽ thì nó sẽ trở nên tốt đẹp. Và cũng với cái môi trường ô nhiễm đó, cũng với cái thức ăn chất độc tố đó, nhưng mà nó sẽ đưa những gì tốt đẹp nhất vào bên trong chúng ta và đẩy những gì xấu nhất ra bên ngoài. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không hiểu cái nguyên tắc này, chúng ta để cho trong con người của chúng ta từ thân tới tâm nó bị tù túng, bế tắc thì nó sinh ra ô nhiễm. Mà ô nhiễm vậy thì khi quý vị cùng sống trong cái môi trường như thế, cùng ăn thức ăn như thế, nhưng mà nó sẽ hấp dẫn, nó sẽ chiêu cảm, nó sẽ thu hút vào những gì xấu, những gì tiêu cực vào trước, và nó đẩy những cái gì tốt ra. Thành ra chúng ta thấy chúng ta sẽ bị bệnh tật, bế tắc, ô nhiễm nhiều hơn mà nặng hơn. Vậy thì một lần nữa chúng ta phải nhớ ứng dụng nguyên tắc số 3 này nói riêng và tất cả những luật vũ trụ nói chung vào đời sống của mình, thì chúng ta sẽ làm chủ được, chúng ta sẽ chuyển hóa được những cái xấu, những cái không tốt, những cái bế tắc tiêu cực thành ra những cái tốt đẹp thuận lợi cho mình. Với điều kiện chúng ta phải sống một cách tỉnh thức và hiểu luật. Đừng dựa dẫm bên ngoài, đừng mong cầu bên ngoài, đừng hướng ngoại nhiều quá. Thành ra đây là những cái ứng dụng mà chúng ta thấy phải hiểu luật và ứng dụng luật liên tục. Và tương tự như thế, đến giờ này thì chúng ta đã có thể hiểu được tại sao cái tư thế ngồi xếp bàn tréo chân hình tam giác là cái mà chúng ta ứng dụng nhiều và đặc biệt trong những lúc nuôi dưỡng. Bởi vì sao? Bởi vì 2/3 nha, chúng ta nhớ là 2/3 trọng lượng cơ thể là gì? Là nước, là thể lỏng. Vậy thì cấu trúc căn bản của nước là gì? 1 oxy và 2 hydro. Với cái góc độ của nó là bao nhiêu? Khoảng 120 độ. Nó giống y chang như cái góc độ của chúng ta ngồi xếp bàn dưới đất. Giống y chang góc độ của chúng ta ngồi xếp bàn dưới đất. Tức là cái mông của mình là oxy, hai đầu gối là hydro, vững như kiền ba chân. Và góc độ này, chất liệu này là chất liệu căn bản để tạo nên con người. Và để duy trì sự tồn tại này bằng gì? Bằng thức ăn và nước uống, cũng chiếm 80-90% là nước. Và đó là lý do tại sao cái
tư thế này là tư thế tuyệt vời nhất, cân bằng tự nó, ổn định tự nó. Do vậy chúng ta thấy đã trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn như Gotama, ngài vẫn phải ngồi ở cái tư thế này 2/3 giờ trong một ngày, tức là 16 đến 18 giờ ngồi ở cái tư thế như vậy. Do vậy chúng ta cố gắng ứng dụng thì chúng ta sẽ thấy được cái lợi lạc của nó. Kế đến là gì? Kế đến là khi chúng ta nuôi dưỡng, tại sao chúng ta phải lưu tâm từ cái việc nuôi dưỡng thức ăn thô đến thức ăn mịn, đến cách thức nghệ thuật nuôi dưỡng rất quan trọng. Tại vì giai đoạn thứ ba là giai đoạn quan trọng nhất khi nó đưa vào bên trong chúng ta. Mà khi chúng ta đưa thức ăn vào, đưa thức uống vào mà chúng ta không quan tâm đến hơi thở của mình thì cũng không làm được gì hết cả. Bởi vì chúng ta biết rằng thức ăn, thức uống nó mới 2 tầng thôi. Chúng ta còn cần đến cái tầng thứ 3 là oxy. Nếu thức ăn có dinh dưỡng cách mấy mà không có oxy đốt lên thì nó cũng vô ích. Lấy ví dụ bây giờ quý vị có mua củi trầm hương, nó gấp ngàn lần cái củi tạp, củi thông, nhưng mà quý vị không có oxy thì quý vị chả đốt nó lên nó cháy được, nó chả tỏa ra mùi hương thơm, nó chả tỏa ra cái năng lượng để cho mình nấu nướng, mình sưởi ấm gì cả. Thành ra ở đây cũng vậy, quý vị ăn rau, ăn cơm, ăn gạo, ăn tinh bột rất tầm thường, cho đến quý vị ăn thịt, ăn cá, ăn sữa, ăn cái thứ dinh dưỡng ngon lành tắt tiền cách mấy mà chúng ta không có oxy thì cũng vô ích. Đấy, thành ra đây là 3 cái yếu tố rất căn bản và quan trọng mà chúng ta phải phối hợp một cách nhịp nhàng vào cái buổi nuôi dưỡng của mình. Và trở lại một lần nữa, cái nào càng mịn bao nhiêu, càng sâu bao nhiêu, càng quan trọng bấy nhiêu. Cái tầng thứ 3 này là cái tầng không khí, tầng năng lượng, oxy để duy trì cái đời sống của cái thân này. Thành ra qua gần hết một ngày rồi, quý vị thấy mình không ăn những thức ăn bình thường, mình không uống những thức uống bình thường, mình vẫn còn sống khỏe mạnh, thậm chí nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chúng ta vẫn phải hít thở cái bầu không khí bình thường, chúng ta không thể đòi phải hít thở một cái gì đặc biệt hơn hết. Nếu thiếu hơi thở chừng 3 phút thôi là chúng ta đã tiêu rồi. Vậy thì cần phải lắng nghe cơ thể mình, cần phải hiểu luật vũ trụ và ứng dụng luật vũ trụ cho đúng đắn. Rồi tại sao chúng ta cần phải tiếp xúc với thiên nhiên? Bởi vì chỉ có thiên nhiên mới cho chúng ta năng lượng sống, màu sắc, âm thanh, không khí, từ trường, năng lượng sống động, thực tại. Còn tất cả những thứ khác là đều những cái giả, cái chết, cái nhân tạo. Vậy thì chúng ta đang muốn làm sống lại cuộc đời của mình thì mình phải hiểu cái luật vũ trụ, tất cả đều là sự lưu chuyển, đều là sự vay trả, đều là sự luân hồi. Và chúng ta là động vật cao cấp, cách nào cũng phải dựa vào hệ thống thực vật để mới cho chúng ta đời sống. Rau, củ, quả, trái, hạt, oxy, dưỡng khí, năng lượng sống, năng lượng tươi mát đều từ thiên nhiên cho chúng ta hết. Vậy thì chúng ta phải cố gắng sống hòa với thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ cho chúng ta lại hết tất cả những gì. Và đây là lý do tại sao chúng ta thấy trong cái cuộc đời của mình, ở ngoài đời người ta thường nói gì, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Làm một cái việc gì mà mình cố gắng mình không thành công thì người ta sẽ cố gắng đến lần thứ 3 thôi, người ta đã bất quá tam. Nếu mà không thành công nữa thì phải thay đổi kế hoạch chiến lược, vân vân. Thì tương tự như vậy, ở trong đạo cũng thế. Tất cả chúng ta có rất nhiều những bậc giác ngộ, nhưng mà nếu những bậc giác ngộ này không trải qua những cái kinh nghiệm trong cuộc đời thì trở thành một bậc giác ngộ xong sẽ nhập niết bàn liền. Không thể nào trụ thế độ sanh được nếu không có cái kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm, nếu không có trải qua những cái giai đoạn để mà học hành, để mà trải nghiệm tự thân. Chúng tôi nói một cái ví dụ đơn giản để quý vị thấy. Lấy ví dụ như giờ nấu cơm. Đơn giản bây giờ mình nấu cơm bằng nồi điện đàng hoàng, dễ dàng lắm. Đông gạo, đổ dơ, đông nước, đổ dơ, đầy nắp lại, cắm điện, bật công tắc. Cái việc quá đơn giản chứ gì. Mình tưởng là ai cũng làm được hết. Nhưng mà nếu bây giờ mình làm trong cái điều kiện quá tiện nghi mà mình chả chú tâm, đến một cái người khác người ta hỏi mình, ô bò, bây giờ tôi nấu cơm sao nó bị nhão, tôi nấu cơm sao nó bị sình, tôi nấu cơm sao nửa sống nửa chín, mình không biết.
Mình không biết là tại mình không có trải qua những cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà nếu chúng ta trải qua rất nhiều kinh nghiệm, lấy ví dụ như quý vị nhớ là Việt Nam mình 35-40 năm trước, điện nó vẫn dao động từ 220 nó rớt xuống còn 120, mình phải dùng cái switch meter để mình tăng lên, phải không? Hay là có khi mình đang có điện, nó cúp điện ngon lành, ngày nó có mấy tiếng thôi. Vậy thì khi mình trải qua những cái kinh nghiệm đó, mình mới thấy, à, coi chừng cái điện của bộ nó bị thấp quá, à, coi chừng cái điện nó đang cắm điện vào rồi, bật công tắc vào rồi, nhưng mà nửa chừng cái nó bị cúp điện, thì khi nó cúp điện thì cái công tắc nó bung lên, bộ không chịu quan sát nó khi có điện lại, không chịu bật công tắc trở lại. Hay là cái khoảng thời gian cúp điện lâu quá, nước nó bị nguội đi, nó sình cơm. Giờ quý vị hay lãng quên quá, mình bỏ gạo, bỏ nước đầy nắp, cắm điện vào rồi, nhưng mà mình quên bật cái công tắc, mình đi đã đời 5, 10, 15 phút sau mình mới nhớ, mình chạy tới mình bật công tắc, nó sẽ khác. Hay là chẳng hạn cái người nấu cơm có kinh nghiệm, mình bong gạo, đổ nước, đầy nắp, cắm điện, bật công tắc xong, mình đi đã đời nửa tiếng, hồn tiếng hồ sau tới mình dỡ nắp cơm ra nó chín rồi. Nhưng mà cái người mới nấu mình lo lắng quá, cứ hở một lát 5-3 phút tới dỡ nắp nồi cơm ra, phải không? Quậy quậy quậy, vài ba phút sau tới nở nắp nồi cơm ra kiểm tra quậy quậy thì nó bị bay hơi hết trơn, cơm nó sẽ bị sình. Thành ra nó có rất nhiều cái tình huống có thể xảy ra. Cái nguồn nước ở chỗ này nó trong sạch, cái nguồn nước chỗ kia nó phèn quá, cái nguồn nước chỗ này nó không có calcium, muối magie, nó không gọi là nước cứng, cái nguồn nước kia nó bị quá nhiều calcium. Thành ra chúng ta thấy rằng nước ảnh hưởng nè, điện ảnh hưởng nè, cách thức thời gian ảnh hưởng nè, vân vân và vân vân. Vậy thì đơn giản một cái việc nấu cơm bằng nồi cơm điện thôi, nó đã đòi hỏi chúng ta phải trải qua nhiều cái tình huống khác nhau, nhiều cái kinh nghiệm khác nhau, thì mình mới có thể giải thích cho cái người kia, giúp cho những người kia được, đúng không? Huống chi nó là những vấn đề của tâm linh, nó là vấn đề của cái tình cảm, của xúc cảm, thì nó đòi hỏi vi tế hơn. Và bậc giác ngộ phải trải qua vô lượng kiếp ở nhiều cảnh giới khác nhau thì mới có đầy đủ kinh nghiệm. Và như vậy khi muốn trụ thế độ sanh thì phải thành lập tam bảo vững như kiền ba chân, đúng không? Thành ra nếu không có đủ kinh nghiệm nhập niết bàn, và nếu có đủ kinh nghiệm ở lại trụ thế độ sanh thì phải thành lập tam bảo. Không có nhất bảo, không có nhị bảo, mà cũng không có tứ bảo, chỉ có tam bảo vững như kiền ba chân thì mới đúng luật vũ trụ, thì mới tồn tại, mới làm được việc. Và những bậc giác ngộ này khi trụ thế độ sanh từ quá khứ cho tới hiện tại và thậm chí vị lai ra đời, giảng nói hàng vạn vạn cái pháp hội và có 84,000 pháp môn, nhưng mà gom lại chỉ có 3 điều căn bản mà chúng ta thực tập mỗi bữa ăn, tức là mỗi lần mình nuôi dưỡng mình phát nguyện gì. Thứ nhất, không làm điều bất thiện. Thứ hai, làm tất cả những điều thiện lành. Và thứ ba là thanh lọc tâm ý mình. Vậy thì cái này nó có phải là luật vũ trụ không? Thưa quý vị, nó là luật vũ trụ đây. Tại vì khi mình không làm điều bất thiện, tức là mình không tiếp tục tạo ra và chiêu cảm những năng lượng xấu từ trường xấu đến, vậy thì ai là người có lợi? Chính mình là người có lợi. Và cái phần kế tiếp là chúng ta càng nghĩ điều thiện, càng làm điều thiện thì chúng ta lại chiêu cảm hấp dẫn những cái năng lượng lành tốt đẹp đến cho mình. Mình cũng là người có lợi. Bình an, bình ổn, không nghĩ tốt, không nghĩ xấu, không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, trở về với trung đạo, với quân bình, với tĩnh lặng. Tức là nó sẽ trở về với trung tâm, trung đạo, trở về với chân như hợp nhất. Đấy chưa? Thành ra nó có từng bước một rõ ràng, và tất cả những cái này đều là luật vũ trụ hết cả. Và cái gọi là chánh pháp được xác minh trên 3 nguyên tắc căn bản là gì? Khổ, vô thường và vô ngã. Cũng vậy, vô thường là gì? Vô thường là một quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ, không phải của Phật giáo. Tất cả liên tục đổi thay không ngừng, tốt cũng thế mà xấu cũng thế, tích cực cũng thế mà không tích cực cũng thế, không có gì tồn tại mãi với thời gian. Vậy thì đó là luật vũ trụ là vô thường. Mà bởi vì nó thay đổi, nó không có bản chất cố định, thành ra nó vô ngã. Mà nếu chúng ta chấp vào nó, kẹt vào nó, chúng ta khổ đau. Vậy thì đây là những quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ, một lần nữa được những bậc giác ngộ xác
chứng và hướng dẫn chỉ dạy lại cho chúng ta, chứ không phải do các ngài đặt ra, cũng chả phải của Phật giáo, và cũng chẳng cần phải chờ ngày mai. Ngay bây giờ ở đây tất cả những cái này nó liên tục vận hành bên ngoài và bên trong cơ thể của mình. Và muốn thoát ra khỏi những cái nhận thức sai lầm này đưa đến bệnh tật, phiền não, khổ đau, đến sanh tử luân hồi, thì duy nhất chúng ta phải thực tập giới định tuệ. Và chúng ta nhớ giới định tuệ là gì không? Giới định tuệ là những gì mình đang thực tập hồi nãy mình nói đây. Tức là tuệ là mình biết rằng phải có nhận thức cho đúng đắn. Trước hết là mình đã sai lầm, mình đã có bệnh tật, phải không? Vậy thì mình đến đây vì tự nguyện, tự giác, vì sự lợi lạc của chính mình. Mà muốn được lợi lạc thì mình phải thực tập những điều lệ, nội quy, những quy định để cho mình được lợi lạc. Mà những quy định này, lấy ví dụ như nói là gì? Buổi sáng sớm là mình phải thức dậy sớm, uống nước, tập thể dục để xả rác nó ra. Đây là luật vũ trụ. Tới giờ ăn là mình phải nạp vào mình ăn. Tới giờ nghỉ ngơi để điều trị, thư giãn, mình làm đúng theo giờ vũ trụ đã cài đặt bên trong cơ quan nội tạng và hệ thống của mình. Thì tương tự những cái điều lệ nội quy bên ngoài mà ban tổ chức đặt ra cũng là để làm cái lợi lạc cho chính mình, chứ không phải riêng cho bản thân các người trong ban tổ chức. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng những cái điều lệ nội quy, đây là những cái giới và đây là những cái mà tạo hóa đã cài đặt sẵn bên trong. Thành ra ngày xưa ông bà chúng ta mới nói là điều độ là như vậy. Ít nhiều gì cũng phải đúng giờ đúng khác, tại vì giờ nào phải việc đó. Vậy thì thực tập càng liên tục bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, không có khoảng cách, không ngăn cách, thì chúng ta gọi đó là sự tập trung hay là định. Vậy thì đó là những bước căn bản đầu tiên của giới định tuệ. Và đến khi chúng ta có được cái trí tuệ rằng à, tất cả đều tạm bợ, giả, không có gì thiệt hết, sanh diệt thay đổi đến đi liên tục không ngừng, thì như vậy đó là chúng ta phát triển cái tuệ giác chân thực. Và từ phát triển tuệ giác chân thực này, chúng ta không còn tham đắm, tìm cầu, mong muốn, tích lũy, thì chúng ta sẽ không có tham. Mà không có tham thì sẽ không có sân. Vậy thì tuệ giác dẫn đường là chiếu sáng, không còn si mê. Không còn si mê thì lúc đó không còn tích lũy, không còn tham, không còn bực bội khi bất như ý vô thường xảy đến, không còn sân. Như vậy không còn tham, sân, si thì không còn tái sanh, không còn khổ đau. Và muốn đạt được như vậy thì chúng ta phải là người tự thực tập. Nhớ là không ai có thể thực tập cho mình, không ai có thể cho mình bình an, hạnh phúc hay sức khỏe. Kể cả hàng ngàn, hàng vạn vị giác ngộ ra đời với lòng từ bi vô lượng, cũng không ai có thể nhai giùm mình một hạt cơm, không ai có thể chuyển hóa giùm mình một hạt cơm, một hạt nước hết cả. Quý vị nên nhớ rằng kể cả người ta có thể giúp đưa thức ăn vào tế bào tử cho mình, thậm chí trong những trường hợp khẩn cấp, cái đường ruột mình không làm việc, người ta có thể đưa thức ăn đặc biệt vào tới tận máu cho mình luôn. Nhưng mà chính mình phải là người tiết ra men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, chính mình phải là người xử lý nó, và chính mình phải đưa những cái chất dinh dưỡng đó vào những phản ứng sinh học ngay trong con người của mình và đốt nó lên để cung cấp năng lượng cho mình. Và cũng chính mình phải là người đào thải những cái sản phẩm phụ đó ra khỏi mình. Nếu không thì những cái sản phẩm phụ rác rưởi đó nó sẽ gây tổn hại và giết chính mình. Thành ra không ai có thể làm được điều này cho mình, dù các ngài có lòng từ bi vô lượng, có thần thông quảng đại vô biên. Và thậm chí ngày nay quý vị thấy thuốc men cũng thế, và máy móc hiện đại cũng vậy. Những người đưa cái chất độc vào trong người mình, dù là chất độc thô hay chất độc mịn, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, cuối cùng đưa đến gì? Suy thận. Vậy thì cái máy lọc thận nó có thể giúp quý vị lấy hết chất độc ra khỏi máu của mình không? Thưa quý vị, không. Nó chỉ giúp một phần thôi. Thành ra cái người đi vào lọc thận thì càng ngày càng xuống dốc, chả bao giờ dừng yên hay chả bao giờ chuyển ngược lại được hết. Vậy thì việc thực tập mình phải ý thức và mình phải làm cho chính mình. Tất cả những cái trợ duyên bên ngoài chỉ là hỗ trợ thôi. Đó là giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Quan trọng nhất là giai đoạn 3, chính là bên trong. Và tất cả mọi người chúng ta đều có quyền, đều có khả năng
có tận dụng nó hay không, có sử dụng nó đúng cách hay không, đó là quyền của mình. Thành ra chúng ta nên nhớ tất cả những này là luật vũ trụ, và bậc giác ngộ là người đã thực hành, đã thực nghiệm, thực chứng và đưa cái kinh nghiệm đó về chúng ta để chúng ta khỏi phải đi qua một cái con đường dài gian khổ như vậy nữa. Thành ra quý vị thấy đến cái mặc áo mặc quần mà bậc giác ngộ cũng không cho quá nhiều, đến cái nơi ở là một gốc cây, một cái mồ hoang, một căn nhà trống cũng không cho ở quá 3 đêm. Tại vì ở lâu quá nó dính mắc nó đưa đến tích lũy, đưa đến thích và không thích. Thành ra ứng dụng cụ thể vào đời sống hàng ngày của mình, không phải từ cái bên trong là cái ăn cái uống, từ cái bên ngoài là cái mặc cái ở, những cái phương tiện mình sử dụng, mình phải hiểu đúng luật. Và quý vị thấy rõ ràng ngày nay thì chúng ta sống quá sai, mình tích lũy quá nhiều, mình đưa vào quá nhiều, từ cái bên trong đến cái bên ngoài thành nó tốt, nó biến thành xấu, mình lạm dụng nó. Vậy thì đây là những bước căn bản chúng ta phải thực tập cho đúng, và khi chúng ta thực tập đúng thì chúng ta sẽ thấy cái lợi lạc liền ngay lập tức sau 3 ngày chúng ta thực tập đúng đắn. Thì đó là cái lý do tại sao mà chúng tôi có cho quý vị xem cái sáng hôm nay. Khi mình thực tập đúng thì 3 ngày sau thì mình sẽ có được cái kết quả liền ngay lập tức, và mình sẽ thấy cái cuộc đời của mình nó thay đổi. Thay đổi không phải trong cái thời gian ngắn như vậy, nhưng mà với cái ý thức, nhận thức, chuyển hóa tâm thức của mình thì nó sẽ giúp cho mình có cái kết quả lâu dài hơn, bền bỉ hơn. Rồi thì đó là những cái yếu tố căn bản mà chúng ta phải nắm và thực tập cho đúng. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với ban tổ chức, và quan trọng nhất là chúng ta phải hợp tác với chính mình, lắng nghe chính mình và thực tập cho chính mình. Rồi, mời đại chúng chúng ta ngồi lại cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái. Thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân. Trong giây phút hiện tại, bây giờ và đây, cảm ơn đại chúng, chúng ta nghỉ giải lao.